Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Vũ Dư đây. Mình đang đứng ở một cái nơi rất là thú vị nha. Anh chị mình nhìn thấy cảnh này chắc là tưởng ở làng quê, nhưng mà ở đây là ngay trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một nha anh chị, Bình Dương, giáp ranh luôn với lại bên thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái tên quen thuộc là đây là Suối Giữa, và ngay cái trạm thu phí Suối Giữa ở quốc lộ 13 luôn. Đó, trước mặt anh chị là có cái nhìn, nếu mà nhìn kỹ á, là có xe cộ chạy qua chạy lại á, là quốc lộ 3 nha. Đó, nghe quốc lộ 3 luôn. Và hôm nay là mình quay một cái miếng đất nền, nhưng mà với cái diện tích là cũng khá rộng. Anh chị mình có thể là thiết kế nhà vườn cũng ok nha. Đó, và đường thì rất là tiềm năng. Đó, ngay giáp, tức là ngay đối diện với lại cái suối giữa này. Đó, ta đang bắt cá đó anh chị, nước này cá nhiều lắm. Và cái lô đất này á, là mình sẽ quay cho chính chủ để số điện thoại của chủ đất lên, cho anh chị mình có thể là mình liên hệ trực tiếp để mà mình mua thì không phải qua môi giới trung gian gì, cho nên là mình sẽ thương lượng được cái giá tốt nhất nha anh chị. Thì cái nơi mình đứng ngày hôm nay á, là địa chỉ chính xác á, là thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì đó, mình nói rồi, ngay sát bên với lại cái quốc lộ 13 luôn. Và như anh chị mình thấy á, là đây là cái địa danh là cái suối giữa, nước lúc nào cũng mênh mông. Đây là một cái mùa khô anh chị ha, nhưng mà cái nước nó đang mênh mông vậy á, người ta có thể tới xuống đây bắt cá này nọ. Thì đây á là lát nữa là mình sẽ bay lại cao cho anh chị trên cao xem toàn cảnh đây ha. Bên đó chính là công viên đó, và có cái đường bên đó đổ nhựa rồi ha, tức là nằm ven giữa hai bên cái suối giữa này sẽ là cái đường ven suối. Thì cái này chuẩn bị đổ nhựa rồi ha. Hiện tại là xe tải họ đang chạy qua chạy lại thường xuyên để đổ nhựa, và đặc biệt là sau này sẽ có một con cái cầu bắc qua ha, bắc qua hai bên. Phía trước anh chị là một cái bệnh viện với cái quy mô rất là lớn nha. Mình thì mình quên mất tìm hiểu là cái bệnh viện đó bệnh viện tên gì rồi, để lát nữa mình về mình sẽ tìm hiểu lại ha. Một cái bệnh viện rất là lớn ngay đối diện đất mình luôn. Và cái lô đất mình quay ngày hôm nay á, là có tổng diện tích á, là 815 mét vuông chị ha, đã trừ lộ giới rồi nha. Trừ lộ giới đường hết rồi là 815 mét vuông. Và đặc biệt nữa là full 100% thổ cư nha, 100% thổ cư, tức là 815 mét vuông thổ cư luôn á. Đó là cái thế mạnh nhất của miếng đất này, tại vì xung quanh đây là có những lô đất hiện tại là chưa xin thổ cư được nha. Còn của mình thì đã gần như là 100% thổ cư rồi. Thì đất này rất là đẹp, vuông vức, nhưng mà mình cũng nói luôn khuyết điểm mà mình thấy là lô đất này chính là nó bị tấp hậu nhẹ nha. Tức là mặt tiền của miếng đất này á, là được 12m8, chính xác là 12m8, sâu vô là khoảng 63m. Nhầm lộn. Mặt tiền cũng này được 13m8 nha, 13m8, sâu vô khoảng 63m. Và xuống dưới cái hậu nó bị bóp nhẹ là ha, nó bóp khoảng hơn 1m. Tức là cái hậu của nó chỉ còn là được 12m1 thôi. Thì anh chị mình lấy 13m8 mình trừ cho 12m1 thì nó là bị tớp lại khoảng 1m7. Nhưng mà nói chung là nó bị tớp nhẹ thôi. Nhìn trên thực tế thì nó cũng vuông lắm. Đất mình thì hiện tại là đất bao rào xung quanh hết ha, tranh giới rõ ràng. Xung quanh là toàn là những biệt thự ha. Ở đây thì rất là tiềm năng. Ngay sát với lại quốc lộ 13 luôn, và dĩ nhiên là cũng giáp ranh với lại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì vị trí nó quá đẹp rồi, và đặc biệt nữa là nó đối diện nó là cái suối giữa này rất là thơ mộng ha. Cái mùa mưa anh chị, mùa mưa là nó nước lên gần tới đó luôn đó, nhìn nó rất là đã. Nước trong veo, nước này thì có thể là bắt cá được luôn á. Đây xung quanh ha, cái cầu hay bắt đó anh chị. Thì hiện tại là nếu mà bây giờ mình muốn đi qua đây á thì mình sẽ đi ra lại dòng quốc lộ 3 ha. Thì bây giờ mình đi chừng đâu đó chừng một cây 500m ha. Đường xe chạy qua lại, nói chung mà nhìn trên điện thoại thì chắc là anh chị mình sẽ không thấy rõ đâu, còn nhìn thực tế là mình thấy xe chạy qua chạy lại nè. Ở ngoài là ngang trạm thu phí suối giữa đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bay lại cam lên nha, bay lại cam lên cho chị mình xem toàn cảnh trước đi. Rồi đây là toàn cảnh trên cao anh chị ha. Chị thấy hai cái xe đậu hai bên chính là hai bên ranh đất á. Chị thấy không, nguyên một phần đất trống màu trắng trắng á, là đất mình chị ha, đã được rào hết rồi. Đây xe xung quanh ha,
Trước mặt anh chị chính là cái suối giữa ha, cái suối giữa. Nói chung là cái suối giữa này đã làm kè ha, hai bên rất là kiên cố rồi ha, như một cái dòng sông vậy đó. Còn đây phía bên kia suối là anh chị thấy đường xá họ đã làm rồi nè. Đó, làm hai bên là có vỉa hè rồi cây xanh này nọ, nhìn như công viên luôn ha. Ở bên mình thì sau này cũng làm y chang như bên đó nha anh chị. Đó, đây trên cao nè anh chị. Đó, hướng đó là hướng ra là quốc lộ 13 đó chị, ngay chặt thu phía xuống giữa đó. Còn đây ha, đây là cái bệnh viện ha, bệnh viện đa khoa 15 giường, 1500 giường. Là ngay bệnh viện đó chính là đại lộ Mỹ Phước Tân Dạng luôn chị ha. Đó, đây xung quanh là chị thấy không, dân cư nè rất là đẹp ha, có mảng xanh nữa, nhìn rất là mát mắt. Đó, rồi thì nãy giờ là anh chị mình nhìn trên livestream là thấy được toàn cảnh rồi ha. Đó, ở bên đó là họ đang thiết kế khu công viên rồi, đường ở đường đã hình thành hết rồi. Đó, bên mình thì bên đây thì chuẩn bị sắp sẽ làm đường y chang bển. Cái này là chắc chắn 100% nha, chứ không phải là chuyện dự đoán hay tương lai gì nha. Tại vì là bên đó là bên đây, tại vì đây là hai cái đường vành đai của hai bên suối. Đó, này gọi là suối thôi chứ mà nó nhìn như hồ, như sông vậy anh chị, nước mênh mông luôn. Đó, bởi vậy tại sao mà cái trạm thu phí ở ngoài đó đó nó có điện, nó có tên là trạm thu phí suối giữa, tại vì nó lấy cái suối này nè, là cái suối nằm giữa hai bên đường, hai bên đất nè. Đó, làm cái tên luôn, vị trí rất là đẹp. Nói chung là bệnh viện rồi trung tâm này nọ là đều tập trung ở đây hết nha anh chị. Tại vì nói đến cái thành phố Thủ Dầu Một á, ngay quốc lộ 3 là anh chị mình đã biết là nó tấp nập như thế nào rồi. Đường xá hiện tại là bây giờ có nhiều đường điểm nha. Đó, xe đất đó anh chị. Nói chung là bây giờ xe đất nó chạy thường xuyên vậy, nó đang làm đường mà. Nói chung là mình đoán là chỉ một thời gian ngắn thôi, anh chị mình quay lại đây á sẽ thấy cái chỗ này nó khác biệt liền à. Nó không còn cái đường mà đường cát gì đâu, mà sẽ là cái đường nhựa. Hiện tại là xe lớn muốn đi vô đất á thì đường này ha. Và tương lai là chuẩn bị đi này luôn, đường này sẽ đâm thẳng đâu lùi ba luôn. Đó, cái này thì anh chị mình trực tiếp tới đây mình tham khảo luôn chứ khỏi cần phải nghe gì chứ, cứ trực tiếp tới đây mình tham quan. Và cái giá thì mình báo luôn ha, cái giá hiện tại là mình thấy cũng rất là hợp lý ở trong một cái vị trí đất nó đẹp như thế này. Thì bây giờ á, chủ đang kêu với cái giá là 16 triệu mét vuông nha anh chị, 16 triệu mét vuông có thương lượng. À, anh chị cứ nhân lên ha, lấy 16 triệu nhân cho 880 mét vuông thôi. Ở đồng 815, xin lỗi, 815 mét vuông mình nhân cho 16 triệu mét. À, có xe cẩu đang làm nữa anh chị, biệt thự nè, rất là đẹp ha. Đất mình là hướng là cái hướng của nó là hướng tây tây bắc nha anh chị, hướng tây tây bắc. Bởi có đèn đường để làm đèn đường hết. Bên đây cũng sẽ đổ nhựa và làm đèn đường y chang bởi luôn. Nói chung là sẽ dạy như là nó đối diện với nhau, nó y chang nhau luôn đó chị. Ở bên đó là cái công viên. Rồi bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người tham quan ra ngoài đường ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chạy ra quốc lộ 13 cho anh chị xem ha. Thì hiện tại đó nếu mà đi đường thẳng cũng được thôi, nhưng mà hiện tại là đường đang làm cho nên là xe máy đi được thôi chứ xe hơi đi không được. Đó, thời này nếu mà đường này xong, hoàn thiện xong rồi, cái đường ven hồ này nè, xong hết rồi đó, mình sẽ đi thẳng một nước luôn ha. Đi chừng 500m là sẽ ra tới quốc lộ 3 ngay trạm thu phí xuống giữa ha. Còn đây cái hướng này cũng đi ra được luôn nè, đường thông hết nè, cũng đi ra được nè. Hiện tại cái đường này đi xe hơi đi được nè, nhưng mà họ đi nó đi vòng lắm. Còn bây giờ là mình bây giờ mình muốn ra quốc lộ 3 cho anh chị tham khảo á, thì bây giờ sẽ đi này ha. Cái đường này chạy thẳng, hiện tại là đường đất nhưng mà xe hơi đi được, thì thẳng ra xong rồi gặp cái đường Nguyễn Đức Thuận á, cái đường bên phải là sẽ ra quốc lộ 3, nó đi vòng ha. Thấy hay gì đi thẳng đúng không? Thì giờ mình sẽ đi vòng một xíu. Đó, đây mình đang đi nè anh chị, thấy không? Đó, trước mặt anh chị chính là cái biệt thự đẹp dã man luôn. Đó, đi chút xíu đường đất là mình sẽ ra tới đường đường nhựa ha, đường nhựa, nhưng mà cái đường này là cái đường dạng như đường trong khu dân cư thôi. Hai bên đường nhà đẹp không. Rồi, hồi nãy anh chị thấy cái xe chạy ngang qua, đó trước mặt anh chị chính là cái đường Nguyễn Đức Thuận ha. Cái đường đó là cái đường nằm thẳng ra quốc lộ 3 đó. Tức là cái đường Nguyễn Đức Thuận này nè, nó song song với cái đường của mình trái đất mình á. Thay vì mình chạy thẳng ra quốc lộ 3 thì hiện tại là mình chưa chạy được á, mình chưa đi xe hơi được á, thì mình sẽ đi cái đường Nguyễn Đức Thuận này. Vòng vô chút xíu.
đây. Đó, trước mặt là đường Nguyễn Đức Thuận nha anh chị. Bây giờ mình sẽ quẹo phải. Quẹo phải là mình ra lại quốc lộ 13, ra lại trạm thu phí số giữa để mình đi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây, trước mặt anh chị chính là đường Nguyễn Đức Thuận nha. Bây giờ mình đi khoảng chừng 500m là mình sẽ ở vừa thấy cái thờ như cái nhà thờ hay gì đó đang xây dựng á, chính là nhà ngoài quốc lộ 13 rồi đó. Rồi đây ha, trước mặt anh chị chính là quốc lộ 13. Hướng bên tay trái là mình sẽ đi về Thuận An, đi về quốc lộ 1A, về quận 12 đó anh chị. Còn quẹo phải là mình sẽ ra trạm thu phí suối giữa và hướng đi về trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, hướng đi về Mỹ Phước, Bến Cát đó anh chị. Đó. Đây. Đó đây, hướng này là hướng đi về Bến Cát nè, hướng đi về Bình Phước nè. Đó. Rồi, thì nói chung là mình cũng dẫn mọi người tham quan sơ sơ ha. Anh chị mình cứ trực tiếp lên đây gặp chủ ra để mình đi xem đất cũng như là gặp xem giấy tờ này nọ nha. Thì có gì lát nữa mình sẽ cho anh chị xem cái phần giấy tờ của cái lô đất này cũng như là cái vị trí trên Google Maps sau nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho anh chị mình xem cái sổ ha. À, đây, sổ tờ, sổ thửa. Địa chỉ là phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. À, diện tích là 815m2 và toàn bộ đất ở đô thị anh chị ha. À, đây, đây hình dáng đất mình nè. À, cái đường trước đất mình á, đường bờ ha, đường bờ suối giữa nè anh chị. À, đường bờ suối giữa thì sẽ còn lộ giới rất là nhiều ha. À, nhưng mà đã trừ hết lộ giới rồi anh chị ha. Đây, 815m2 là đã trừ hết lộ giới rồi. À, trừ tới đây nè. À, chung là đất thì cái miếng đất này á, thì nó có bị bóp hậu nhẹ mà nó rồi ha, hơn một mét hả. Nhưng mà chung là nhìn trên sổ và thực tế thì nó rất là vuông, nó gần như là nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, cho nên là mình không thấy được rõ đâu. Đây, sơ đồ hiện trạng thửa đất nè. Mặt tiền đường mình anh chị, dưới rạch rãnh nước ha. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh ha. Đây, cái đất mình nằm ngay vị trí này anh chị, ở quyền khuỉnh này nè anh chị. Đó, đằng trước mình là cái suối giữa ha. Đó, bên bên đây đường là họ đã làm cái đường nè anh chị ha, trên bản đồ vệ tinh họ hiện rõ luôn nè. Ở đây khu công viên nè, cây xanh nè. Rồi, bên đây có con đường nữa nè. Đó. Thì đây, đất mình hiện tại là anh chị thấy không? Nếu mà đi thẳng, hiện tại cái đường này là chưa làm xong. Đó, thì nếu làm xong rồi mình sẽ thẳng ra quốc lộ 13 luôn ha. Đó, đây, ra vừa ra đây là cái ngang trạm thu phí xuống giữa luôn nè anh chị. Nhưng mà mình hiện tại mình chưa đi đường đó thì mình sẽ đi đường này nè ha. Mình đi đường Nguyễn Đức Thuận nè anh chị. Tức là mình chạy ra đây nè. Xong cái mình thẳng ra quốc lộ 13 luôn. Đây, đó. Thì nó vọng chút xíu ha. Rồi, bên cạnh đó thì đất mình cũng nằm, tức là đất mình nằm giữa hai cái đại lộ lớn ha, đại lộ quốc lộ 13 và đại lộ Mỹ Phước Tân Vạn nè anh chị. Đó, là cái bệnh viện mà mình nói á, là nó có tên là bệnh viện đa khoa 1500 giường luôn. Đó, tức là quy mô của nó là 1500 giường, thì cái tên của nó là dính luôn với là số giường luôn đó, là bệnh viện đa khoa 1500 giường. Đó, thì ra tới đây thì cũng đó, quốc lộ 13 nè, ấy lộng cái đường Mỹ Phước Tân Vạn nè anh chị. Thì tính ra đất mình nằm giữa hai cái đường con đường lớn của Bình Dương đó chị. Đó, nói chung là vị trí rất là trung tâm ha. À, nằm giáp ranh với lại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái huyện Củ Chi đó anh chị. À, tức là vừa qua cầu Phú Cường á, qua cầu Phú Cường là mình tới Củ Chi. À, còn nếu mà đi thẳng quốc lộ 3 á, đi thẳng qua hết Thủ Dầu Một và tới thành phố Thuận An, à, là mình sẽ tới cái hàng quận 12 và quận Thủ Đức ha. Đây, đó, vừa hết qua địa phận của thằng Thuận An là mình sẽ tới Thủ Đức. Đó, đi thẳng nữa sẽ vô trung tâm thành phố quận nhất nè anh chị. Đó, nói chung là nếu mà cách trung tâm thành phố quận nhất á là khoảng chừng 15 cây hay gì đó, cỡ 15 cây đó anh chị. Đó, mà để mình thử dùng khoảng cách đo khoảng cách coi. À không, vậy là khoảng 20 cây anh chị ha. Khoảng 20 cây là mình sẽ tới trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, từ đất mình đó nha. Đó, là khoảng 20 cây là mình sẽ tới trung tâm của thành phố. Đó. Nói chung là vị trí rất đắc địa anh chị ha.
vị trí rất là đẹp, là anh chị thấy không? Đó, nằm giữa hả, quốc lộ 3 và Nguyễn Tân Dạng. Nói chung là anh chị mình cũng đã nói về Thủ Dầu Một thì Bình Dương thì anh chị mình đã quá quen thuộc rồi. Thì hiện tại bây giờ là Bình Dương nó có 3 thành phố nằm liền kề nhau. À, thành phố Thủ Dầu Một nè, thành phố Thuận An nè, rồi thành phố Dĩ An nè. Nó tạo nên một cái khu dân cư, nói chung là một cái khu cộng đồng hả, hạ tầng giao thông nó rất là hoành tráng. Nói chung là nó không khác gì Sài Gòn luôn. Nếu anh chị mình đi tới đây thì sẽ thấy là nó không khác gì thành Sài Gòn. Mà được cái là ở mặt độ giao thông ở đây, chung là hạ tầng giao thông ở đây thì nó ngon hơn Sài Gòn nhiều. Nó chỉ thua một cái là nó không phải trung tâm như Sài Gòn thôi. Tại vì nói đến trung tâm của miền Nam thì người ta nghĩ đến Sài Gòn. Và dĩ nhiên thì cái giá thì nó mềm hơn ở Sài Gòn rất là nhiều. Ở Sài Gòn bây giờ là phải 25-60 triệu, thậm chí có 100 triệu đổ lên là 1 mét vuông rồi. Còn miếng này anh chị ha, miếng này thì chủ hiện tại đang kêu cái giá là 16 triệu ha. 16 triệu 1 mét vuông. Đó thì anh chị mình nhân lên cho 1815 mét vuông thì nó chạy ra nó khoảng tầm hơn 13 tỷ ha. Nói 13 tỷ thì tưởng lớn nhưng mà tại vì tính ra mét vuông thì chỉ có khoảng 16 triệu thôi. Đó, và giá vẫn còn thương lượng anh chị ha, vẫn còn thương lượng. Đó. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì cứ trực tiếp gọi điện chủ nha. Đó, thì để có thể mà mình thương lượng cái giá tốt nhất. Đó. Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Anh chị nào mà nếu chị nào có nhu cầu muốn quay bán đất nhà giống như clip này thì cũng có thể alo mình. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị.